Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến phục vụ công tác điều trị dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus mới corona gây ra. Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn sàng hàng nghìn chỗ ở trong doanh trại khi bà con từ vùng dịch về nước sẽ được tiếp đón chu đáo. Nỗ lực của các bác sĩ trong tâm dịch. Hoãn khai mạc năm du lịch quốc gia 2020 để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch nCoV. Thưa quý vị và các bạn, cũng như những chương trình gần đây, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như các thông tin về phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus mới corona gây ra. Sau đây là thông tin chi tiết. Sau khi nghiên cứu, khảo sát và kiểm tra thực tế, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định lập bệnh viện dã chiến phục vụ công tác điều trị dịch viêm đường hô hấp cấp do virus mới corona gây ra. Bệnh viện này được lập tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc cũ, nằm ở đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên. Từ tối ngày 9 tháng 10 năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, công nhân môi trường đến địa điểm lập bệnh viện dã chiến để thu dọn đồ, trang thiết bị, thực hiện tổng vệ sinh để bệnh viện sớm đi vào hoạt động. Dự kiến bệnh viện dã chiến này sẽ được bố trí trên dưới 200 giường bệnh. Khẳng định quân đội sẽ làm hết sức mình với tinh thần tất cả vì sức khỏe của đồng bào. Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn sàng hàng nghìn chỗ ở trong doanh trại khi bà con từ vùng dịch về nước sẽ được tiếp đón chu đáo. Những căn phòng với chỗ nghỉ ngơi ngăn nắp, sàn nhà được lau sạch bóng, toàn doanh trại được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc khử trùng. Đó là những tình cảm, tình thương yêu của các cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 59, Sư đoàn Bộ binh 301. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội muốn dành cho đồng bào trở về từ vùng dịch. Chúng tôi đã tiến hành khử trùng dịch ở tại đơn vị, tiến hành chuẩn bị nơi ăn ở. Chúng tôi bố trí cả khu vực hoạt động thể dục, thể thao cho bà con. Tại hai địa điểm được giao nhiệm vụ tiếp nhận và cách ly người dân trở về từ vùng dịch tại thủ đô Hà Nội, công tác chuẩn bị về mọi mặt đã hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp công dân. Theo đó, các đơn vị đã sắp xếp, đảm bảo nơi ăn ở phục vụ người dân và lực lượng phục vụ. Các phòng đều được khử trùng, đảm bảo vệ sinh phòng dịch, bố trí đủ giường, chiếu, chăn gối, màn, dụng cụ cấp dưỡng cho nhân dân sử dụng. Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã chuẩn bị chu đáo về ăn uống, bảo đảm quân trang và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong thời gian cách ly 14 ngày. Tổ chức phân công lực lượng bảo đảm tốt an ninh trật tự tại địa điểm cách ly. Cho đến hiện nay, mọi công tác chuẩn bị của đơn vị chúng tôi đã tiến hành là sẵn sàng để tiến hành là tiếp nhận quần chúng và bà con nhân dân vào coi như trong đơn vị để tiến hành là thực hiện theo các cái nhiệm vụ và trên giao. Đây là cái địa điểm mà chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ, tất cả cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, quân trang, đồ dùng chung. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có các cái phương án dự phòng. Ví dụ ngay trung tâm này chúng tôi có thể là mở rộng được các cái giường để tiếp nhận thêm khoảng độ 200 công dân. Việc tiếp nhận và tổ chức cách ly đối với công dân trong 14 ngày nhằm tạo điều kiện để cơ quan chuyên môn phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra để xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. Trong quá trình cách ly, nếu phát hiện trường hợp có sốt, các đơn vị sẽ nhanh chóng đưa vào bệnh viện gần nhất để cách ly, khám xác định bệnh và điều trị kịp thời. Đến thời điểm này, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bảo đảm đủ thuốc, hóa chất phòng chống dịch cho các cơ quan đơn vị. Khi mà trong quá trình theo dõi, chúng tôi sẽ theo dõi mỗi một ngày là 2 đến 3 lần là đo nhiệt độ. Hiện nay là chúng tôi đã có cái nhiệt kế về hồng ngoại và đo mỗi một trường hợp thì trong vòng có 3 giây đã có kết quả. Hiện toàn quân đã chuẩn bị sẵn sàng hàng vạn chỗ ở trong doanh trại khi bà con từ vùng dịch về nước sẽ được tiếp đón chu đáo. Đồng thời, quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan liên quan để theo dõi, chăm sóc sức khỏe, tiến hành khám sàng lọc nhằm sớm phát hiện những người mắc bệnh để tổ chức điều trị theo quy định. Còn những người không mắc bệnh thì sớm được về với gia đình.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10 tháng 2 năm 2020, Bộ Ngoại giao đã chủ trì phối hợp với các bộ Giao thông Vận tải, Y tế, Quốc phòng, Công an, Giáo dục Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đưa về nước 30 công dân Việt Nam gồm sinh viên, công nhân, khách du lịch Việt Nam, trong đó có trẻ em và một phụ nữ mang thai có nguyện vọng về nước từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp làm các thủ tục cần thiết nhập cảnh, kiểm tra sàng lọc sức khỏe cho 30 công dân nói trên. Qua kiểm tra sơ bộ, toàn bộ công dân Việt Nam đều có tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định. Hiện nay, các công dân này đã được đưa về nơi cách ly trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm máy bay hạ cánh để theo dõi, giám sát y tế, đảm bảo an toàn dịch tễ. Máy bay được khử trùng toàn bộ và tạm dừng khai thác trong 24 giờ để phòng ngừa tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm. Tính tới nay, tất cả các trường hợp nghi nhiễm virus corona trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến ngày 10 tháng 2, toàn bộ 17 trường hợp nghi bị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV gây ra được cách ly trước đó và lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Hải Dương đang theo dõi sức khỏe 1.463 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam chưa qua 14 ngày. Sức khỏe của những người này đều trong tình trạng bình thường. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa ký văn bản gửi các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các địa phương, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, đề nghị tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, Bộ Tư pháp nhấn mạnh, tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch nCoV để trục lợi. Bộ Tư pháp cũng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, tổ chức tăng cường phổ biến quy định của pháp luật về phòng chống dịch nCoV, phòng chống tác hại rượu bia, an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, là những người trực tiếp tham gia vào công tác khám và điều trị virus corona chủng mới, các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương không chỉ đối mặt với nguy cơ lây nhiễm mà còn phải đối diện với nhiều áp lực từ những người xung quanh. Một ca nghi nhiễm nCoV vừa được chuyển tới. Bệnh nhân có các triệu chứng ho, sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch. Rất nhanh chóng, các bác sĩ tại đây phải điều trị các triệu chứng cho bệnh nhân, tiến hành lấy mẫu song song với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm tìm nCoV. Đây chỉ là một phần công việc mà các y bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phải đối mặt hàng ngày. Tất cả mọi người ở khoa thì đều chuẩn bị tâm lý hết. Thậm chí mọi người đều sẵn sàng, nếu mà dịch xảy ra rất là nhiều bệnh nhân thì mọi người sẵn sàng ở luôn tại viện. Và bệnh viện thì cũng đã bố trí sẵn một khu cho mọi người nhân viên ở khoa. Nếu cần thiết thì mọi người sẽ ăn ở sống luôn tại viện 24 trên 24 giờ luôn. 4 bệnh nhân dương tính với nCoV đã được cách ly và điều trị tại đây từ khi được phát hiện. Luôn phải trang bị phòng hộ các phương tiện khi tiếp xúc với bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và gia đình, xã hội. 18 y bác sĩ luôn phải thay nhau túc trực 24 trên 24 giờ để điều trị cho bệnh nhân, bao gồm cả những bệnh nhiễm trùng nặng từ các tuyến gửi về. Nhiều khó khăn trong quá trình làm việc. Thế nhưng, những y bác sĩ này không hề nản. Trang bị phòng hộ rất là cẩn thận, là rửa tay, sát khuẩn tay rất là kỹ. Sau đó trước khi về nhà thì mình đều vệ sinh thân thể rất là sạch sẽ. Thế nhưng, những khó khăn với các y bác sĩ tại đây không chỉ đến từ những yếu tố khách quan mà họ còn phải chịu áp lực từ dư luận xã hội, sự kỳ thị của những người xung quanh khi biết công việc họ đang làm. Địa phương, những người dân xung quanh người ta kỳ thị tới mức độ là có những trường hợp là chủ nhà trọ người ta không muốn cho thuê tiếp nữa, hoặc là có những trường hợp mà khi về thì mọi người người ta xa lánh, hoặc là ngay cả chồng con hay vợ con của những nhân viên chúng tôi cũng bị những người xung quanh người ta xa lánh, người ta coi như một nguồn lây. 3 bệnh nhân ra viện đã mang lại cho họ niềm vui, hạnh phúc và xua tan đi những mệt mỏi từ những áp lực trên. Những y bác sĩ này vẫn đang ngày đêm túc trực, sẵn sàng cho những cuộc chiến với nCoV. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, Nam Định đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa dịch trên địa bàn. Đây là khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nơi thu dung tiếp nhận điều trị các trường hợp nghi bị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra hoặc các ca bị nhiễm nCoV trên địa bàn tỉnh Nam Định. Cơ sở này là một trong 2 địa chỉ tuyến tỉnh tiếp nhận điều trị các ca nghi ngờ hoặc nhiễm nCoV Nam Định. Do đó, các điều kiện vật chất,
phương tiện máy móc, trang thiết bị vật tư y tế được ưu tiên đầu tư, trang bị nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi có phương án A, phương án B. Phương án A tức là để cái khoa truyền nhiễm, là chúng tôi đã có xây dựng một cái phương án A. Nếu mà bệnh nhân mà không quá đông, mà cái số lượng bệnh nhân nó khoảng dưới 20 thì có thể để ở đấy. Nhưng mà nếu bệnh nhân quá đông rồi thì lúc ấy chúng tôi đã có một cái phương án B, tức là chúng tôi sẽ để một cái khu riêng, một cái khu bệnh riêng biệt ở phía bên kia đường. Và lúc ấy thì phương án B thì có thể đáp ứng được cả hàng trăm bệnh nhân. Theo Sở Y tế tỉnh Nam Định, tính đến ngày 10 tháng 2, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với nCoV. 3 trường hợp nghi ngờ đã được cách ly và đã có kết quả âm tính. Hiện 25 người tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ có sức khỏe tốt và được theo dõi sức khỏe hàng ngày. Căn cứ trên tình hình thực tế, chúng tôi yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ các cái cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là cơ số thuốc để mà dự trù, sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp và phục vụ bệnh nhân trong những cái tình huống xảy ra, để chủ động và đáp ứng giám sát dịch một cách tốt nhất. Để ứng phó với dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra, tỉnh Nam Định đã thành lập 24 đội phản ứng nhanh phòng dịch, đồng thời tạm dừng cấp phép cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch cách ly theo dõi sức khỏe lao động Trung Quốc về nghỉ Tết vừa trở lại làm việc ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng lập bệnh xá quy mô 400 giường tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện Vụ Bản, sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra là nhiệm vụ của tất cả hệ thống chính trị. Trong đó, giáo hội Phật giáo cần tiếp tục có những biện pháp tuyên truyền tới các tăng ni Phật tử về mức độ nguy hiểm của dịch, cách phòng chống hiệu quả. Đây là nội dung được quán triệt tại hội nghị về công tác phòng chống dịch bệnh nCoV gây ra vừa diễn ra do Ban Tôn giáo Chính phủ và nhiều bộ, ban ngành tổ chức. Các bộ ngành đều đánh giá cao công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời từ ngày 31 tháng 1, yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội, khóa tu tập đông người và khuyến cáo các chùa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay thì có những chùa phát tới hàng vạn chiếc khẩu trang cho đồng bào Phật tử cũng như là nước rửa tay. Đấy, có những cái mác từ bên Đức, rồi có những cái mác khẩu trang, nước rửa tay từ bên Hàn Quốc do đồng bào Phật tử gửi về. Vậy là chúng ta cũng là rất là chủ động trong cái việc là thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo kiểm tra của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công tác thực hiện của nhiều chùa còn chưa nghiêm, chỉ tập trung vào 1-2 ngày. Việc tuyên truyền phòng dịch ở một số chùa chưa được thực hiện liên tục. Cơ bản là các cái chùa của chúng ta thì lượng du khách đến là không đông. Một hôm trước con có đến chùa Tam Trúc, có đến chùa Cái Bầu, có đến một số chùa thì đúng là lượng tham gia không đông. Nhưng mà những hình ảnh mà chúng ta vừa nhìn thấy thì không được tiếp tục thực hiện. Không, thậm chí không có một tiếng loa nào phát trên loa về cái biện pháp phòng dịch. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp thực hiện tuyên truyền hiệu quả từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh về việc loại bỏ mê tín dị đoan, tuyên truyền về virus corona chủng mới, đồng thời tăng cường nhiều biện pháp thường xuyên phòng chống dịch hơn nữa. Thì đề nghị Thầy khuyến cáo cho tất cả các tăng ni Phật tử nhân dân là rửa tay bằng xà phòng. Đấy. Rửa tay nhiều lần. Hai nữa là tôi đề nghị là các cái cơ sở thờ tự, các thầy cũng chỉ đạo cho là có xà phòng để đấy. Giáo hội cũng nên biên tập một cái tài liệu bài giảng, và cũng khuyến cáo là các thầy chủ trì các chùa tổ chức khóa lễ thì nên có những cái bài giảng chuyên đề về vấn đề này. Đấy. Về tuyên truyền về cái cách thức, về công hạn, ngoài những cái tuyên truyền xiển dương hoằng pháp, cái tinh thần đạo đức của Đức Phật lồng vào những cái khuyến cáo, những cái tình hình thực tế về cái tinh thần chống dịch chống bệnh này. Ngay sau buổi làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ làm việc với các tổ chức tôn giáo khác trong công tác phòng chống dịch. Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc hoãn tổ chức năm du lịch quốc gia 2020 tại địa phương. Quyết định thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, về tăng cường các biện pháp phòng chống trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trước đó, lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2020 với chủ đề Hoa Lư Cố Đô Ngàn Năm dự kiến diễn ra ngày 22 tháng 2. Lịch khai mạc sẽ được chuyển sang thời điểm thích hợp.
Mặc dù Hà Nội chưa có ca bệnh nào dương tính với virus corona, nhưng hầu hết người dân thủ đô đều nhận thức các nguy cơ của dịch bệnh này và đã được thực hiện theo hướng dẫn phòng chống của chuyên gia y tế cùng chính quyền thành phố. Tuy nhiên, với tâm lý e ngại trước đại dịch do virus corona, nhiều người dân đã hạn chế tới những nơi công cộng, đông người để tránh lây nhiễm. Đây là một gia đình hiếm hoi tham quan di tích văn miếu Quốc Tử Giám vào thời điểm này. Dù có nhiều lo ngại, nhưng gia đình ông Thanh vẫn ghé thăm một số điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô. Chúng tôi thì rất là biết về cái dịch hiện nay đang là lan rộng. Nhưng mà cái tinh thần là lâu lắm rồi mới ghé thăm Hà Nội. Cho nên là cũng tranh thủ là đến thăm mấy cái chỗ danh lam thắng cảnh. Đến cái chỗ tụ tập đông người ấy thì là nói chung là cũng rất là con cái nó cũng rất là ấy, nhưng mà đến đây ấy thì là nói chung là cộng đồng các anh các chị các cháu là phát khẩu trang cho bà con nhân dân, tôi thấy cái này là rất an toàn. Thời điểm này hầu hết các điểm du lịch đã mở cửa trở lại để thu hút du khách. Tất nhiên các điểm tham quan này đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Thế nhưng hầu hết chỉ có khách quốc tế đến từ những thị trường xa như là châu Âu, châu Úc, châu Mỹ. Các chuyên gia nhận định thu hút khách nội địa là một biện pháp quan trọng ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Lượng khách trong nước là giảm cơ bản, hiện nay là cơ bản không có khách trong nước đến, rất ít. Đấy, và chúng ta chỉ nhìn đến những đoàn khách du lịch của các công ty lữ hành đưa đến thôi. Thời gian tới sẽ tập trung trong các cái kế hoạch kích cầu nội địa với cái thị trường khách nội địa. Hiện nay là đang chiếm trên 75% số lượng khách đến Hà Nội. Đây là một cái thị trường mà nó đảm bảo cái tính phát triển bền vững của cái du lịch của Hà Nội cũng như là của Việt Nam. Không chủ quan nhưng cũng không cần phải quá hoang mang. Với các địa phương không nằm trong tâm điểm của dịch, người dân vẫn có thể đến tham quan khi đã trang bị đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo Bộ Công Thương, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên giới và tiếp tục tạm dừng trao đổi hàng hóa cư dân biên giới tới cuối tháng 2 năm 2020. Theo đó, đơn vị này khuyến nghị doanh nghiệp và người dân nên điều tiết sản lượng, hạn chế đưa hàng lên biên giới, trừ trường hợp xuất khẩu chính ngạch. Theo Bộ Công Thương, hiện chính quyền tỉnh Vân Nam chưa có thông tin chính thức, nhưng nhiều khả năng tỉnh này cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Tuy nhiên, quyết định của hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam chỉ ảnh hưởng tới hàng hóa đưa lên biên giới để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân. Các lô nông sản xuất khẩu theo đường chính ngạch, kể cả thanh long, vẫn được làm thủ tục thông quan bình thường, dù tiến độ có phần chậm hơn. Trước tình hình này, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp và người dân có biện pháp để điều tiết sản lượng, ít nhất là không sử dụng các biện pháp để gia tăng sản lượng vào thời điểm này. Với những diện tích chưa gieo trồng, kiến nghị xem xét chuyển sang các loại nông sản khác dễ tiêu thụ hơn, như khuyến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 1 năm nay, các doanh nghiệp trong nước đã nhập khẩu trên 4.500 tấn thịt lợn từ các nước Đức, Ba Lan, Brazil và Mỹ. Tuy nhiên, việc nhập khẩu thịt lợn đang gặp nhiều khó khăn do nguồn cung thịt lợn giảm và do dịch viêm phổi tại Vũ Hán. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến các hoạt động đi lại sang các nước để tìm kiếm, đàm phán nhập khẩu thịt lợn. Vì vậy, để thúc đẩy nhập khẩu thịt lợn đạt chỉ tiêu 100.000 tấn theo chỉ đạo của chính phủ, góp phần bình ổn nguồn cung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp với các doanh nghiệp bàn giải pháp thúc đẩy nhập khẩu, chỉ đạo các cơ quan thú y tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác kiểm dịch thịt lợn nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị và Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thương vụ Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ chủ động làm việc, trao đổi với hiệp hội và các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn, tìm kiếm sản phẩm thịt có uy tín ở nước sở tại để cung cấp thông tin và kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.